trận đấu mà cao thủ Bình Dương đã giành chiến thắng. Cơ hội, Tô Văn Vũ, không được. Và chạm bóng đầu tiên của Văn Vũ là hơi dài, vẫn còn Roma. Cơ hội! Tiến Linh! Người ta cần nhìn thấy Roma như vậy. Một người đội trưởng chơi tả xung hữu đột. Ta cùng xem lại tình huống này. Pha xử lý quá hay đến từ Roma. Tình huống xử lý rất mềm mại đến từ Roma. Pha mở bóng rất hay dành cho Victor Mazzarri. Bên trong là Tiến Linh. Đánh đầu! 2-0! Vừa rồi pha lật bóng của Victor Mazzarri là tốt, nhưng nó không phải là một tình huống đánh đầu dễ dàng. Nguy hiểm, Rodrigo! Bàn thắng cho cao thủ Nam Định. Rất hay, thật sự bất ngờ. Dù bị dẫn trước 2 bàn, nhưng rõ ràng là Nam Định đang chơi có thể nói là rất quả cảm. Và người ghi bàn đó là Hoàng Đình Tùng. Rất nguy hiểm. Ngay sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thì Nam Định lại một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là 3-1 cho BKM Bình Dương. Cú đá phạt quá khó của Rabu Ali. Và đúng như vậy, bóng xuyên qua hàng rào của Nam Định. Tiến Linh! Hat-trick của Tiến Linh! Tuyệt vời! Pha chơi bóng rất mất tập trung của trung vệ Wesley Rodriguez. Rất hay, cơ hội cho các cầu thủ Nam Định. Cơ hội, bàn thắng của Osokonan. Và đi bóng rất hay của đánh đầu, rất bất ngờ. Bàn thắng thứ 3 của Nam Định. Đối với câu lạc bộ Nam Định, họ đã có một trận đấu quả cảm, thật sự là như vậy. Văn Thắng, một đường chuyền, cơ hội, bóng đã nằm ngoặc trong lưới. Chúng tôi đã từng đề cập đến cái duyên ghi bàn của Ramos Kutay và bây giờ và đường chuyền không một ai theo kèm của Ramos cả. Quách Tân, dứt điểm, như vậy là đã là một đều. Những bàn thắng liên tiếp đến, khống chế và loại bỏ tình huống xoạc bóng của Văn Đại. Rất trận đấu này. Chevy không một sai sót. Chevy đã nâng tỷ số lên 2-1. Và sút phạt đền quá khó của số 9. Quốc Phương. 2-0 ngay ở giây thứ 30 của hiệp thi đấu thứ hai. Xuân Cường lấy công chuộc tội, là người đã phát động đợt tấn công. Ramos Kutay kiến tạo bằng đầu. Phí Sơn dứt điểm, 3-2. Thêm một lần nữa, hình ảnh này cho thấy sự thất vọng cực kỳ của huấn luyện viên Petrovic. Không một ai theo kèm Lý Công Hoàng Anh cả. Các tiền vệ đánh chặn của câu lạc bộ Đồng bào Thanh Hóa đã để quên Lý Công Hoàng Anh trong pha bóng này. Thành Long rất cần những đường chuyền như thế này của Thành Long. Tình huống phối hợp cực kỳ đẹp mắt. Vẩy má ngoài, Lê Văn Thắng vẫn rất sắc sảo và nhạy bén trong pha ghi bàn. Pinto xử lý hay. Không được. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 4. Và lần này là bàn thắng của Đinh Tùng. Một trận đấu quá giàu cảm xúc. Đầu tiên là tình huống quay người qua được sự truy cản của Kelly Chester. Thực sự là Đình Tùng quá nhanh. Ở giai đoạn khốc liệt và khoảng cách điểm không nhiều, Đình Tùng, Đình Tùng có mặt trên sân và ngay lập tức cho thấy những giá trị của mình. Hai pha dứt điểm liên tiếp, bàn thắng thứ 2 của Đình Tùng và bàn thắng thứ 5 của Thanh Hóa. Đình Tùng vào sân thay cho Quốc Phương với hai pha lập công. Đúng vào, xuất bóng. Người dứt điểm là Công Phượng. Và dứt điểm một chạm gọn gẽ đưa trái bóng về phía góc xa.
Tiếp tục cú sút Công Phượng. Bóng hướng tới vị trí của Damir Milovic. Thêm một cú sút nữa. Ba! 2 phút, 2 bàn thắng. Hoàng Gia Lai dẫn 2-0. Không quá mạnh nhưng đủ khó để đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt. Cơ hội dành cho Văn Toàn. Thì được chúc mừng sinh nhật của Văn Toàn với bàn thắng của anh. Quá thoải mái về mặt tâm lý cho Văn Toàn. Vẫn đang là đội bóng áo vàng. Đó sẽ là một tiếng dứt điểm từ xa. Bàn thắng dành cho Nam Định. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Sau một nhịp quan sát, Hoàng Xuân Tân đã quyết định dứt điểm thẳng với khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Liên tiếp giữ sạch lưới của anh Gia Lai và bây giờ họ đứng trước nguy cơ sẽ lọt lưới bàn thua thứ hai ở trận đấu này. Rodrigo! Tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3 cho câu lạc bộ Nam Định. Mọi thứ đang trở nên nóng bỏng hơn trên sân Pleiku. Và bây giờ cách biệt chỉ còn là một bàn. Hoàng Xuân Tân. Cố! Bàn thắng thứ 6 trên sân Pleiku. Không ai có thể tin được là Hoàng Gia Lai có thể mất điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng và thủ môn Đinh Xuân Việt. Công Phượng! Bóng đi vào chính giữa khung thành và đó là bàn thắng mang lại sự bùng nổ. Sự bùng nổ cho cabin huấn luyện của anh Gia Lai. Mọi thứ thay đổi chóng mặt. Hoàng Gia Lai tiếp tục có một thắng lợi nữa ở mùa giải năm nay.